Các bạn, hôm nay Tahiko xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm của sản phẩm đó là chai dung dịch để vệ sinh trong ống thất. Công dụng của chai dung dịch này giúp vệ sinh các vết khuẩn trong ống thất xe hơi, ví dụ như trên tắp lô, ghế, trần và tay nắm vô lăng và cả cửa. Để sử dụng dung dịch này thì các bạn xịt trực tiếp dung dịch lên cái phần dơ trên trong xe hơi và các bạn dùng khăn hoặc là chải lên để trà để làm sạch vết khuẩn. Sau khi làm xong thì ta dùng cái khăn vải để sạch cái lo khô lại. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể liên hệ trực tiếp online trên video hoặc là truy cập vào tahiko.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.